Nam mô Thường trụ Thập phương Tam bảo. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Đại Bồ Tát. Nam mô Tuyên hóa Đại Bồ Tát. Nam mô Hộ pháp Chư Tôn Bồ Tát. Đệ tử con nài Lê Thị Tố Uyên pháp danh Tâm Tuệ Thường. Con xin phát tâm đọc tụng bài kệ phẩm thứ 12 kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện. Cùng xin chư Phật mười phương chứng minh và gia hộ. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe một điểm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, trí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, lẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng. Thánh ký Bồ Tát cuốt đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh, người này đã phát lòng bi lớn, trước lên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách, dầu luật nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, hướng hoa y phục uống ăn các họa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sinh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống. Trong 21 ngày chớ sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu nghiệp ác thầy tiêu ngay, nhẫn đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của sư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều lỗi gian nan khốn không đường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm ngàn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sinh tử khổ. Quán Âm lên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Đệ tử con xin nguyện hồi hướng tất cả công đức đọc tụng này đến tất cả các chúng sinh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nguyện cho các chúng sinh sớm được nghiệp chướng tiêu trừ, tăng trưởng thiện căn phước đức, được kết duyên với Tam Bảo, kết duyên với Ngài Địa Tạng. Phát tâm báo ân hiếu kính với các ngài, được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Ha ha ha, Bồn Sắc Mô Đi So Ha.